Vũ Minh Cường hân hoan chào đón quý vị các bạn đang đến với chương trình Chinh Phục Thần Tượng mùa 2. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với ZTD thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với đêm thi thứ hai của bảng 2, một bảng thi mà Vũ Mạnh Cường tin rằng đang thu hút đông đảo khán giả của dòng nhạc trữ tình quê hương. Hôm nay, một trong ba ca sĩ của bảng 2 sẽ là ca sĩ chủ đề. Vậy người đó là ai? Chúng ta sẽ cùng được biết khi hai ca sĩ khách mời bước ra sân khấu. Xin mời hai ca sĩ khách mời. Ca sĩ Dương Hồng Loan, ca sĩ Tố My. Xin được đón chào hai ca sĩ khách mời đến với chương trình ngày hôm nay, đó là ca sĩ Dương Hồng Loan và ca sĩ Tố My. Và lát nữa đây thì chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ chủ đề. Tới bây giờ thì quý vị khán giả cũng biết rồi, ca sĩ chủ đề là chàng trai duy nhất trong bảng này. Đây là cái cơ hội mà mình nói xấu ảnh dễ nhất nè, bởi vì giờ ảnh chưa ra, nói là không nghe. Nhưng mà giờ công khai trước có gì khán giả luôn. Hên xui à. Vậy tập trước ảnh nói xấu chị rồi, bây giờ chị làm trước đi. Trời, ta nói là anh Quốc Đại mà đối với Hồng Loan hả? Đã có nhiều chuyện để nói lắm. Cái anh này nè, không biết sao mà dòng nhạc nào ảnh cũng hát hết trơn á. Nhạc trữ tình nè nha, nhạc dân ca nè, nhạc trẻ nè, truyền thống cách mạng nè, hồ quả cải lương đóng luôn, dòng rồi kịch đóng luôn hát, mà không hiểu sao á, dòng nhạc nào anh hát người ta cũng thích hết trơn, thật sự luôn, chiếm sóng chương trình quá nhiều luôn. Cái mà em ghim lâu nhất mà hả, đậm nhất trong em á là anh biết gì không? Nói lúc nào anh xuất hiện á, anh cũng nổi hơn em hết á. Em đẹp vậy nè, em đẹp vậy. Không là gì so với ảnh hết trơn á. Ảnh mặc đồ lúc nào cũng là trời ơi, sặc sỡ, rực rỡ. Còn em á, anh thấy không? Em không có kinh nghiệm. Dạ, hôm nay em chị đã thấy chưa? Bộ lông này xong rồi đó. Còn lại là màu trắng, nó rất là hôm nay là thế nào cũng gặp anh Quốc Đại, bởi vì chương trình nào cũng gặp hết. Cho nên là chuẩn bị sẵn cái màu áo này luôn. Xin được mời hai ca sĩ khách mời về với vị trí của mình ạ. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng biết rõ ràng rồi, ca sĩ chủ đề ngày hôm nay không ai khác, người đàn ông duy nhất của bảng 2 này, đó chính là ca sĩ Quốc Đại. Tha hôm nào tôi trả cho người tình xưa ai trót đã trao, trả nợ người ta tôi về bỗng nghe bàng hoàng, bước đi vội vàng lòng nghe thương nhớ dâng tràn, cũng bởi tôi khờ đành ôm nỗi đau vô bờ, thơm đêm ngày giờ đây tay trắng vòng tay, mới ngày nào đây em còn ước mơ sum vầy, giấc mơ chưa đầy bỏ nhau đau xót nơi này. Ngày xưa tôi dám mong gì đâu, em gác ngọc lầu cao sao nỡ vui lên môi tình tôi, từng đêm khi bóng người ngủ yên tôi quét từng cành đa chẳng ai hay, mưa đêm rơi nhiều đắng cay cam chịu vì quá yêu người, giờ đây ai kia đã đổi thay quên mất rồi, vòng dân âm thầm quét lá vàng bay, giờ đây nghe nỗi lòng buồn lai
chiếc lá muộn màng bay về xa xăm, ai ấm chăng nồng, chỉ riêng tôi còn lạnh giá tê lòng. Chẳng ai hay mưa đêm rơi nhiều đắng cay cam chiều vì quá yêu người. Giờ đây ai kia đã đổi thay, quên mất rồi vòng tay, tôi vẫn âm thầm quẹt lá vàng bay. Giờ đây nghe nỗi lòng buồn lai, lá muộn màng bay về xa xăm, ai ấm chăn nồng, chỉ riêng tôi còn lạnh giá tê lòng. Tôi trả cho người lời yêu thiết tha hôm nào, tôi trả cho người tình xưa ai trót đã trao. Trả nợ người ta tôi về bỗng nghe bàng hoàng, bước đi vội vàng lòng nghe thương nhớ dâng tràn. Giấc mơ chưa đầy bỏ nhau đau xót nơi này. Anh Đại ơi, em rất là vui khi được biết là anh là ca sĩ chủ đề của ngày hôm nay. Em cũng thắc mắc một điều á, là anh Đại ơi, anh rất là vui nè, anh hạnh phúc nè, anh thành công nè, mà sau lúc xuất hiện trong chương trình anh cũng chọn những ca khúc buồn đứt ruột luôn á, chẳng hạn như ca khúc vừa rồi ạ. Thì thật sự là anh nghĩ rằng gương mặt anh nó hợp với những cái vai mà như bị bỏ nè, yêu đơn phương nè, đó vậy không à, giống như nãy là coi như là trả nợ hết á. Dạ, mà không biết có hết thì không biết cả. Nhưng mà hôm nay không có vui. Chưa đâu anh. Chưa hả? Cung quá. Em ơi, Loan với My ơi, hồi nãy anh ở trong anh nghe hết rồi. Hai em rất là dễ thương. Em thấy anh rất là khó tính để cho ra một sản phẩm tốt nhất gửi đến cho quý vị khán giả. Vậy thì em không biết là lát nữa đây khi mà các thí sinh bước ra sân khấu này, anh có lựa chọn họ một cách khó khăn không? Anh nghĩ là anh sẽ không khó đâu. Anh sẽ cố gắng ở một cái vị trí không phải là giám khảo đâu, mà là một người nghe nhạc, để tìm được cái sự đồng cảm từ thí sinh của mình. Mong rằng là Quốc Đại sẽ may mắn, sẽ tìm được một người hợp với mình nhất để tiếp tục. Và em cũng sẽ được chúc anh là sẽ bình tâm, đúng hướng, không bị rối. Và em xin mời anh về với vị trí ca sĩ chủ đề đi ạ. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng xem là ba thí sinh nào sẽ bước vào cuộc chinh phục thần tượng, đó là ca sĩ Quốc Đại. Thí sinh thứ nhất, Hiệp Khách Giang Hồ. Thí sinh thứ hai, Võ Sĩ Samurai. Thí sinh thứ ba, Nàng Juliet. Đó là ba thí sinh trong chương trình hôm nay. Họ đến đây để chinh phục thần tượng là ca sĩ Quốc Đại. Em thấy là ba thí sinh này chuẩn bị những cái trang phục rất là ấn tượng nha. Juliet này nè, rất là xinh đẹp. Chắc có lẽ là sẽ hát một ca khúc gì đó, nó sẽ thật là lãng mạn. Còn
Hiệp khách anh giang hiệp hồ khách này. Em cũng biết là bạn này chọn dòng nhạc nào. Không lẽ Hồ Quảng ta. Mình thấy khó quá. Đối với tập của chị Dương Hồng Loan đó, là mỗi bạn là mình thấy là rõ ràng thể hiện cái cá tính riêng biệt luôn, rõ ràng. Còn ba bạn này em thấy hơi khó. Ca này khó quá, em tạm thời là không đoán đi. Anh Đại ơi, chúc mừng anh nha. Thôi để anh Đại đoán đi. Ba cái hình tượng này xuất hiện thì rõ ràng là anh thấy là rất là yêu thương anh luôn. Dạ. Tại vì là biết anh rất là mê coi cải lương. Đúng. Thành ra biết anh mê đồ Nhật nữa đúng không? Rất là mê luôn. Thành ra ba bộ ba người thì anh nghĩ ra ngay là hôm nay là anh sẽ được xem ba trích đoạn. Hiệp khách á, thì anh sẽ được xem Đường Gươm Nguyên Bá. Không hảo hảo lộn. Cái bạn hiệp khách này nè, Đêm Lạnh Chùa Quan. Đúng. Còn bạn ở giữa là sẽ hát trích đoạn là Truyền Thuyết Tình Yêu. Đúng. Đó. Còn bạn Samurai này sẽ hát Tiếng Hạt Trong Trăng. Dạ. Chúc mừng ba bạn thí sinh nha. Mời các bạn vào trong ạ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón người đầu tiên xuất hiện. Đó là ai? 1, 2, 3, mở cổng. Này nè, âm hưởng dân ca nè. Nữ hả ta? Nhẹ nhàng. Anh nghĩ có thể nào là cô Juliet không? Em nghĩ hiệp khách hay là samurai hả? Sông tiền anh trở về xứ dừa quê em, mênh mông những vườn dừa xanh bên dòng sông mát ngọt êm đềm. Quê hương Bến Tre thanh bình, giờ thơ dưới nắng vàng lung linh. Bâng khuâng nón khe nghiêng danh, chiều Châu Thành em đợi chờ ai. Thiết tiếng ru ơi hơi thương dáng mẹ cả đời gian khó, thương bao kiếp người cần lao cho đời hương trái ngõ thơm nồng. Men theo cái mơn anh về miệt chợ lạch mó cài yêu thương, hoa tươi ngỡ môi em cười như đón chào khách từ ngàn phương. Lại giống trốn cùng nhau kể chuyện hôm nào, hàm luôn bên hẹn trăng sao, lời tình trao theo ly ba tri xuôi qua miền Cù Lao. Thương sao bình đại xưa, nghe sóng ru biển tình chiều rơi trên thành phố. Quê mình bao ân tình chớ đầy nhung nhớ, mai xa cách biệt trùng khơi nhưng hồn quê giữ trọn bên đời. Trăm năm sắc son câu thề, lời hẹn ước kết tình yêu thương. Quê hương Bến Tre muôn đời đẹp rạng ngời giữa trời miền Nam. Bình đại ơi, hai tiếng thân yêu, xứ sở hiền hòa, người dân chất phác. Đường quê gió mát thênh thang, trái cây ngọt lành phù sa đắp xây. Nước mãi trôi xuôi mang con thuyền chở nặng dừa xanh. Đêm
ghé lại giống trốn, cùng nhau kể chuyện hôm nào. Hàm luôn bên hẹn trăng sao, lời tình trao theo lý ba thi, xuôi qua miền Cù Lao. Thương sao bình đại xưa, nghe sóng ru biển tình, chiều rơi trên thành phố yên bình. Thương lắm bến tre quê mình, bao ân tình chớ đầy nhung nhớ. Mai xa cách biệt trùng khơi, những hồn quê giữ trọn bên đời. Trăm năm sắc son câu thề, lời hẹn ước kết tình yêu thương. Quê hương Bến Tre muôn đời đẹp rạng ngời giữa trời miền Nam. Quê hương Bến Tre muôn đời đẹp rạng ngời giữa trời miền Nam. Hỏi ai về giờ lách dòng trôn, đừng quên chờ giữa cái mơn anh đợi chờ. Hiệp khách giang hồ đúng không ạ? Khi nãy bạn hát có một câu thì Cường không biết là bạn có bị lộn không ta? Bình đại ơi, tiếng gọi thân thương vậy đó. Là thực sự là bình đại hay là quốc đại? Hỏi thiệt, hỏi thiệt. Phải là bạn lộn không? Sợ nhiều khi bạn lộn. Có không? Không hả? Dạ, em xin kính chào hai ca sĩ khách mời và ca sĩ chủ đề ngày hôm nay. Em tên là Hồ Khắc Tùng, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại em là ca sĩ tự do. Mà thực sự là giọng hát của em rất là tuyệt vời. Không có một cái nốt chinh, nốt phô nào trong cái ca khúc Hương Tình Bến Tre này hết. Mặc dù bài hát này rất là khó hát. Bản thân Hồng Loan là một người đã từng thể hiện rất là nhiều những bài hát mang âm hưởng dân ca như thế này. Và Hồng Loan rất là thích giọng hát của em. Tùng rất là may mắn sở hữu một cái giọng hát mà rất là khỏe, cột hơi rất là chắc. Phải có một cái cột hơi chắc thì mới xử lý được những cái nốt như vậy. Rồi ngoài ra giọng của Tùng rất là vang nữa. Sáng, đẹp lắm. Bạn thể hiện ca khúc vừa rồi á, rất là tình cảm. Không hiểu tại sao mà bạn hát một cái bài về Bến Tre á, làm cho tôi mi gợi nhớ lại cái kỷ niệm ngày xưa của My cũng từng là một thí sinh cách đây 7 năm về trước. Thì lúc đó tôi My hát bài Phải lòng con gái Bến Tre. Và ca khúc này thì tôi My cũng rất là may mắn được khán giả yêu thương. Thì My cũng hy vọng đối với cái bài Hương Tình Bến Tre này, Tùng cũng sẽ được khán giả yêu mến và chúc cho tiếng hát của Tùng sẽ lan rộng. Chúc mừng em, tiết mục rất tuyệt vời. Khi mà anh thấy em chọn ca khúc Hương Tình Bến Tre thì cũng hơi lo một xíu. Tại vì khi mà mình hát một cái ca khúc về một địa danh, nó sẽ khó chinh phục hơn là những ca khúc mà quê hương rộng lớn hơn một xíu. Nhưng mà khi mà anh xem em ở ca khúc này thì điều đặc biệt là anh thích đó là cách xử lý của em. Và em đã chia từ, chia chữ rất hay. Và đặc biệt anh thích ngay cái chữ gian khó. Và cái chữ thạnh phú của em hát chữ thạnh phú nó hay lắm. Hôm nay em đã hát bài này rất là tốt, rất dân ca và rất sang. Anh rất thích cái cách hát như vậy. Chúc mừng em. Còn gì hơn nữa khi được nghe thần tượng mình chia sẻ như vậy. Một lần nữa chúc mừng Hồ Khắc Tùng. Thưa quý vị, Hiệp Khách Giang Hồ đã mở màn rồi. Giờ thì sự tò mò sẽ dồn sang hai nhân vật còn lại. Nàng Juliet sẽ mang đến nét nhạc sang trọng cổ điển kiểu châu Âu như hình ảnh của nàng, hay sẽ mang đến hình ảnh cô gái Việt Nam dịu dàng dễ thương. Chàng Sumaira thì bí ẩn sẽ hiện nguyên hình ra sao? Chúng ta sẽ một lần nữa, 1, 2, 3, mở cổng. Quen xưa miền Trung, nhớ bóng tre quê nghèo, bóng dừa nghiêng lá xoan.
trong bồi hồi nao nao. Con đường xưa còn đó mà người xưa có còn không? Hay đã đi theo chồng về nơi xa thật xa, anh muốn thăm một lần cho lòng vơi bớt bâng khuâng. Trọn gần 10 năm qua anh vẫn còn day dứt vì trời xui khiến anh bối thế. Bao năm dần trôi tương đời em đã đổi, chờ anh chị em ơi qua thời con gái rồi. Anh liếc mắt nhìn em sao em buồn không nói, còn giận là còn thương, còn đau là còn nhớ. Chuyện tình đã quên đừng nên kéo dài thêm. Thôi cho anh xin được nói câu ta lỗi, đời riêng anh đây đã một lần bước vội. Em trách chi duyên đời bao lầm lỡ, còn nặng tình xưa vừa đau buồn duyên số. Mình tìm gặp nhau đừng thức lại tình đau. Thôi cố quên chuyện buồn vui giữ ấm ngày xưa, biết nói sao cho vừa chuyện tình như nắng như mưa. Những ước nguyện ngày xưa anh đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ gió trời. Không nói, còn giận là còn thương, còn đau là còn nhớ. Chuyện tình đã quên đừng nên kéo dài thêm. Thôi cho anh xin được nói câu ta lỗi, đời riêng anh đây đã một lần bước vội. Em trách chi em duyên đời bao lầm lỡ, còn nặng tình xưa vừa đau buồn duyên số. Mình tìm gặp nhau đừng thức lại tình đau. Thôi cố quên chuyện buồn vui giữ ấm ngày xưa, biết nói sao cho vừa chuyện tình như nắng như mưa. Những ước nguyện ngày xưa anh đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ rõ trời. Những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào nhớ. Đây là nàng Juliet,
rất là đầm thắm, dịu dàng. Và bây giờ thì xin mời nàng hãy chia sẻ nhiều hơn về mình nào. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi lời chào thân thương nhất tới hai ca sĩ khách mời, đó là chị Hồng Loan và chị Thu My, và đặc biệt là anh Quốc Đại, ca sĩ chủ đề ngày hôm nay. Em tên là Sương Sương, quê của em là ở Quảng Bình, miền Trung ạ. Và hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em tên là Sương Sương. Dễ thương. Sương Sương nha anh. Nhẹ nhàng. Sương. Dễ thương. À. Thực ra ca khúc này á, cái lời bài hát là có lẽ rằng là rất phù hợp với cái tâm lý của một người nam hơn. Tuy nhiên rằng là giọng của Sương Sương rất là mềm mại và nó có một cái màu dân ca đặc trưng của quê hương bạn ở trong đó. Bạn sở hữu được một giọng ca rất là ngọt ngào. Và thấy Sương Sương thì đã quá tuyệt vời rồi, từ ngoại hình cho đến giọng hát. Nếu mà nói bạn thể hiện ca khúc này thì khá là tròn trịa, nhưng mà đối với bản thân Hồng Loan thì cái bài hát này nó cần một chút xíu sâu lắng nữa. Tại vì cái bài hát này, cái nội dung nó rất là hay. Một người con gái hy sinh mười mấy năm chờ đợi một người, nhưng mà anh ấy lại có gia đình, rồi mười năm sau quay lại, không ngờ là cô này vẫn chờ đợi anh này. Có những cái chỗ mà mình cần phải thể hiện nó sâu sắc hơn. Bao năm dần trôi, tưởng đời em đã đổi, chờ nhau chị em ơi, qua thời con gái rồi. Là nghĩ sau này nếu mà em thật sự về với người về với đội anh Quốc Đại thì sẽ được anh Quốc Đại huấn luyện cái phần này, thì em bảo đảm sẽ thành công, bởi vì giọng hát em đó quá tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Dương Hồng Loan. Đúng như lời chia sẻ của Tố My và Dương Hồng Loan thì ở cái ca khúc này thì nó cần một cái sự mà rây rứt rất là dữ dội từ bên trong. Thì anh nghĩ là cái tâm sự của một người đàn ông á thì nó sẽ mạnh mẽ và nó rây rứt hơn ở nữ. Nói như vậy không có nghĩa là em hát không có tốt, mà là em có một cái cách hát riêng của mình ở ca khúc này. Đó là nỗi đau riêng của một người con gái mà hiền dịu, nhẹ nhàng mà xinh đẹp như em, thì cái nỗi đau nó cũng sẽ nhẹ nhàng. Và ở ca khúc này em đã làm rất là tròn, dù là đây là một ca khúc đòi hỏi cái quãng giọng nó hơi rộng, nhưng mà em đã xuống cũng tới và lên cũng tới, thì vẫn là một cái thành công của em ở ca khúc này. Chúc mừng em. Em xin cảm ơn em ạ. Xin cảm ơn các anh chị ạ. Còn bây giờ xin bạn hãy bước vào bên trong để hồi hộp chờ đợi nha. Xin mời bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng mở cổng để chờ xem là chàng Samurai sẽ thể hiện những gì trên sân khấu này. 1, 2, 3, mở cổng! Bồng bềnh mây trắng, thấp thoáng lộ nhu rừng cây, lòng lành trong xanh dòng suối, dập dìu sắc màu trời phiên, ngọt ngào cành lê êm hai, đào xuân chùm chim anh say, ngập ngừng sương răng lối phố xôn xao nhịp vây đùng đưa. Vang tiếng hèn chàng trai xuống chờ, hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa phá chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiền lên từ trong mây. Ơi xa phá nơi gặp gỡ đất trời, bốn mùa hoa trái vào mùa con trai hát gọi.
gọi con gái đắm say phiên chợ anh về cùng em. Vang tiếng khen chàng trai xuống chợ, hẹn gặp ai mà sao vui thế? Tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay xa hoa? Chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiền lên từ trong mây. Ơi xa hoa, nơi gặp gỡ đất trời, bốn mùa hoa trái vào mùa con trai hát gọi con gái đắm say phiên chợ ai về cùng em. Xa hoa chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiền lên từ trong mây. Ơi xa hoa nơi gặp gỡ đất trời, bốn mùa hoa trái vào mùa con trai hát gọi con gái đắm say phiên chợ anh về cùng xa hoa. Xa hoa ơi, xa hoa ơi, xa hoa đắm say bao tình anh về cùng xa. Chàng võ sĩ Samurai bây giờ thì nhìn hiền, nhưng mà khi nãy thì nhìn rất dữ, rất sợ luôn. Em hãy chia sẻ nhiều hơn về mình ha. Giờ em xin chào hai vị ca sĩ khách mời và anh Quốc Đại ạ. Em tên là Đoàn Chính Thuần, quê em ở Bình Định ạ. Em đi hát được bao lâu rồi? Dạ em vừa mới tốt nghiệp và đang đi làm văn phòng, cũng có đi hát sơ sơ. Mới ra trường nên là em muốn đi làm ổn định rồi mình đi hát. Chào chàng trai Samurai, nhỏ bé nhưng rất dễ thương. Nếu mà bạn không có nói bạn quê hương Bình Định á, thì tụi mình nghĩ rằng là bạn ở Sa Pa thiệt. Tại vì khi mà bạn mặc cái bộ trang phục này nè, cảm tưởng như là bạn là một người con ở Sa Pa vậy đó. Tiết mục của bạn khá là tròn trịa, My rất là thích những quảng cao của bạn. Bạn sở hữu một chất giọng có cái âm vực cao rất là đẹp, vang, sáng. Tuy nhiên rằng nếu như bài này á, My hơi tiếc chút xíu là tại sao lúc đó bạn không lên khoảng nửa tông thôi. Thì những cái nốt thấp của mình á, nó sẽ không có bị mờ. Nếu mà bạn lên được nửa tông nữa thì ca khúc của bạn sẽ tuyệt vời hơn. Nhưng mà thôi thì vẫn chúc mừng bạn, ca khúc cũng rất là tuyệt vời. Thực sự thì cái tập này Hồng Loan thấy rất là hấp dẫn, bởi vì các bạn thí sinh nó chọn màu sắc rất là nhiều những cái màu sắc âm nhạc. Chắc là có lẽ các bạn cũng biết là anh Quốc Đại thể hiện rất là nhiều cái mảng âm nhạc, cho nên là các bạn cũng chọn đủ kiểu luôn. Cái bài rất là hay về Sa Pa mà bạn thể hiện rất là tốt ca khúc này. Mặc dù đoạn đầu á, cái giọng bạn nó hơi tối bởi vì bạn phải di chuyển từ phía sau sân khấu lên đây. Rồi những cái nốt thấp như Tố My nói thì nó hơi khó xử lý. Nhưng mà phần sau bạn thể hiện rất là tốt. Hồng Lan rất là thích khi bạn lên những cái quãng cao. Cái giọng của bạn như là đang trên một cái đỉnh núi rất là cao và rất là đúng chất Samurai của bạn luôn. Xin chúc mừng Đoàn Chính Thuần. Tố My và Dương Hồng Loan đã chia sẻ những cái kinh nghiệm rất rất là lớn cho em. Anh thì anh đã nghe những cái bản song ca thôi. Đây là lần đầu tiên anh nghe ở bài Sa Pa ở cái bản đơn ca. Anh cũng hơi tiếc cho em khi mà em chọn cái tông quá an toàn. Tại vì em vẫn xử lý đủ, xuống thấp đủ, lên cao tới. Nhưng mà nó bị thiếu một cái đã đó. Kỹ thuật thanh nhạc của bạn rất tốt. Và anh nghĩ cái đoạn cuối hồi nãy là My có nói là anh ơi cái bài này hơi thấp đúng không? Thì anh nói tại vì cái bài này cái quãng nó rất là rộng. Rất rộng. Nó rất là rộng nên anh đang lo là cái đoạn sau thì nó cao quá nên bạn đã giữ cái sức để mà hát cái đoạn sau.
Nhưng mà khi nghe cái đoạn sau thì bạn còn quá dư sức. Em còn dư sức, em lên còn cả tông nữa luôn á. Nhưng mà không phải là mình hát không hay. Em vẫn làm rất là tròn đầy ca khúc này ra tinh thần bài hát. Đừng lo. Anh Đại có trách nhiệm hết. Ai anh mà là xem ba bạn thi để xem bạn nào hợp với mình nhất, chứ không phải là bạn nào hát tốt nhất. Không, em nghĩ là anh Đại anh rất là có trách nhiệm. Bạn nào mà cứ thần tượng yêu thương anh là anh bảo bọc anh. Vậy là anh có trách nhiệm là chọn ba người luôn đó. Dạ, có thể là bạn nào là anh bị loại. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của ba ca sĩ. Cảm ơn em nhiều nha. Thật sự là giọng hát của em rất là tuyệt vời. Không có một cái nốt chinh, nốt phô nào trong cái ca khúc Hương Tình Bến Tre này hết. Mặc dù bài hát này rất là khó hát, giọng của Sương Sương rất là mềm mại và nó có một cái màu dân ca đặc trưng của quê hương bạn trong đó. Bạn sở hữu được một giọng ca rất là ngọt ngào. Ông Lan rất là thích khi bạn lên những cái quãng cao. Cái giọng của bạn như là đang trên một cái đỉnh núi rất là cao và rất là đúng chất samurai của bạn luôn. Anh là xem ba bạn thi để xem bạn nào hợp với mình nhất, chứ không phải là bạn nào hát tốt nhất. À, thưa quý vị, có thể nói là tới thời điểm này Cường mới cảm nhận là ca sĩ Quốc Đại, ca sĩ chủ đề của chương trình hôm nay, ảnh giấu cảm xúc của anh vô cùng luôn. Anh ơi, cảm nhận của anh như thế nào tới thời điểm này? Anh đã chọn cho mình luôn được ở trong đầu rồi hay là anh vẫn còn trăn trở băn khoăn với ba người ạ? Anh vẫn còn trăn trở. Dạ. Vậy thì mình sử dụng luôn một quyền trợ giúp nữa đúng không anh? Đó là tam ca anh ha. À, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi, ca khúc Xa Quê. Và đó là đề bài mà ca sĩ chủ đề ngày hôm nay sẽ muốn ba thí sinh thể hiện. Và chúng ta hãy cùng chào đón tam ca là Hồ Khắc Tùng, Sương Sương và Đoàn Chính Thuần. Quê tôi biển xanh bao la cuối trời, quê tôi tiếng ve kêu hè đã sang, nước sông uốn cong qua từng cánh đồng, chiều chiều con nít vui đùa trên sông. Quê tôi ngát hương thơm bông bi vàng, quê tôi sáng trăng chơi đèn kéo quân. Nhớ sao tuổi thơ trên non nước này, bồi hồi con nhớ ơ âu. Ba già thấy thương, cầm tay của con ngoài cho bóng súng bóng sen, tay bé tay bồng khóc nhẹ đôi cha ơi. Xa quê tuổi thơ con đâu biết gì, rằng người mà nghe nước non non nước Việt Nam. Bao là cuối trời, quê tôi tiếng ve kêu hè đã sang, nước sông uốn cong qua từng cánh đồng, chiều chiều con nít vui đùa trên sông.
dĩ dầu cầu giang đông đình, cầu tre lắc lèo gặp gần khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Quê hương lũy tre xanh biết bờ ao, tiếng ru con thuở năm nôi, mâm dùa ba gia thầy thương. Cầm tay của con ngoài cho bóng súng bóng sen, tay bé tay bồng khóc nhẹ đôi cha. Rạng ngời mà nghe nước non non nước Việt Nam, tìm về chốn đây miền quê yêu dấu ngày xưa, cho con ôn lại những bài ca dao. Quê tôi biển xanh bao la vui trời, quê tôi tiếng ve kêu hè đã sang, nước sông uốn cong qua từng cánh đồng, chiều chiều con nít vui đùa trên sông. Nhớ sao tuổi thơ trên non nước này, bồi hồi con nhớ biết ngay kết quả rồi là chắc là hẳn là anh Đại anh sẽ cho ba bạn vào luôn đó. Wow. Đúng không anh? Thật sự là một tiết mục rất là tuyệt vời. Tự nhiên các em thấy thương Quốc Đại quá à. Em cũng vậy á. Ba bạn hát vừa rồi cái ca khúc Sao Quê quá tuyệt vời. Như Hồng Loan thì chắc là Hồng Loan chọn luôn ba bạn quá à. Nhưng mà tự nhiên cái ca khúc vừa rồi, cái bạn Sương Sương làm cho Hồng Loan thấy thuyết phục. Cái tiết mục đơn ca thì mình lại thích bạn bạn Tùng nhất. Nhưng mà tiết mục tam ca thì mình lại thích Sương Sương. Giờ sao đây ta? Anh phải cảm ơn ba em đã hát bài Sao Quê này rất rất là tốt. Chắc là anh phải suy nghĩ về cái chuyện mà làm MV lại bài này, và chắc là phải mời ba em để làm một cái bài Sao Quê, một phiên bản tứ ca. Ba em đã hát bài này chạm tới cái cảm xúc của anh. Cả ba em đều tỏa sáng ở ca khúc này. Anh cảm ơn ba em đã hoàn thành rất tốt cái phần thi của mình hôm nay, và anh đã có những cái lựa chọn riêng của mình, và mong rằng là các em sẽ không buồn khi anh không chọn nha. Và người anh chọn tiếp tục đồng hành cùng với anh là Sương Sương. Ôi có quên chuyện buồn, vui giữ ấm ngày xưa, cho vừa chuyện tình như nắng như mưa, những ước nguyện ngày xưa anh đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ gió trời. Chúc mừng Sương Sương. Thưa quý vị, như vậy là ca sĩ chủ đề ngày hôm nay, ca sĩ Quốc Đại đã tìm được người đồng hành bước vào vòng trong cùng với mình, đó chính là Sương Sương. Và đến đây thì chương trình Chinh Phục Thần Tượng do Đài Truyền Hình Vĩnh Long phối hợp với ZTV thực hiện được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên Truyền Hình Vĩnh Long 1 xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ tư tuần sau. We'll be right back.
Chinh phục thần tượng, người ca sĩ chủ đề cuối cùng của bảng 2 cũng là một ẩn số thú vị với các thí sinh và khán giả. Một giọng hát trẻ nhanh chóng thành công với dòng nhạc trữ tình, với giọng hát ngọt ngào, ngoại hình xinh đẹp và không ngại thử sức với những bài hát mới để có một dấu ấn riêng. Ca sĩ Tố My. Hương sen cao quý ngọc ngà, thanh khiết đậm đà say lòng ta. Ai sẽ chinh phục được ca sĩ chủ đề Tố My để bước vào vòng song ca cùng thần tượng? Bạn hát có chiều sâu nhất, có cảm xúc nhất và chạm được đến trái tim của My nhất. Đó chính là... Đón xem Chinh phục thần tượng mùa 2 lúc 21 giờ thứ tư ngày 2 tháng 11 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 3 tháng 11 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.